John King, đẳng cấp như một vị vua, được thể hiện qua mùi hương sang trọng và tinh tế John King. Từ mẫu mã cho đến mùi hương, nước hoa John King ra mắt được ví như một viên ngọc quý dành cho phái mạnh. Sự kết hợp của gỗ tuyết tùng hấp dẫn và khoác hương toát lên vẻ quý tộc, cao sang và đầy quyền lực, mang một phong cách ấn tượng, cuốn hút và mạnh mẽ. Sản phẩm dành cho nam giới phù hợp bối cảnh sử dụng hẹn hò, dạo phố, dạ tiệc, gặp gỡ đối tác, bạn bè hoặc tham gia sự kiện. John King, phong cách quý tộc từ châu Âu.